Good morning em bé cô bé. Từng 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 Good morning. Con ngủ có ngon không? Con ngủ không ngon hả? Trời ơi, thật không có ngày nào mà nó ngủ ngon lành đùm tôi đó nè. Ôi mày, hồi trối này, hồi phi này cái mà sao con khóc vậy? Con mắc tiểu quá, cái con khóc quá hả? Lần sau á, con có mắc tiểu á thì con đừng có khóc. Trời ơi, hồi tối khuya này từ lúc lúc đó mấy giờ sao không biết luôn, lúc đó hình như 3-4 giờ sáng vậy. Trời ơi, tự nhiên nằm khóc. Ủa cái gì vậy? Lúc mà đang buồn, tao đang buồn ngủ nằm khóc hoài. Hỏi thì sao, nói mày nghe coi. Con muốn đi tới. Ủa, muốn đi tiểu thì mình cứ khiều khiều mẹ 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 bồng con đi tiểu. Trời, không bao giờ tiểu ra trên giường nha cô chú nha, phải đi vô cái nó. Trời đất ơi, hai đi tiểu thì nói mẹ đi tiểu chứ có gì đâu mà nằm khóc. Nằm khóc tưởng nó mớ hay là tưởng nó gì, ai ngờ mẹ mẹ con muốn đi tới. Mẹ mẹ con muốn đi tới. À, liêu bắt cỡ, cái liêu bắt cỡ, nhớ nha chưa, mẹ dặn nè, mẹ dặn nè, khi mà con muốn đi tiểu á, tại vì biết sao không, tại vì hồi tối hôm qua đó là ngủ luôn, không có đi tiểu. Thường thường là trước khi đi đi ngủ là lúc nào cũng cho đi tiểu trước hết á. Mà hả, tối hôm qua là dậy sớm quá nên là mệt quá, cái nằm chơi chút tự nhiên tự động ngủ luôn, nên là chưa có kịp đi trước khi đi ngủ, nên là tối qua nó mới có chuyện vậy. Từ hồi cái ngày mà bỏ tả bỏ đồ vậy cô chú, chưa bao giờ một lần tầm đăng đăng đăng, nó chưa bao giờ một lần luôn. Nhớ nghe chưa, mày dặn nghe chưa, sao chú chào chú, nhớ mày dặn nghe chưa. Mai mốt quá là mình kêu nó, mẹ ơi mẹ bồng con đi tiểu đi tái nghe chưa, mẹ con muốn đi tái, ok không có khóc bây giờ. Rồi con vô đi mà con đòi mở đèn nữa. Mở đèn, tao nói bà sợ ma, bà không có thích bóng tối, nên là bắt mở đèn. Mở đèn cái bà che mắt bà lại vậy nè. Bà nói, it's too bright. Phải không? Bà nói, con nói sáng quá phải không? Sáng mà con thích phải không? Sáng mở đèn thì chói mắt. Cái bà bệnh mắt bà lại vậy nè. Đó. Rồi cái không mở đèn thì bắt mở đèn. Are you afraid of ghosts? Thì vậy sao con mở đèn? À, con có sợ ma không? Không sợ ma hả? Không sợ ma sao đòi mở đèn? Mở đèn. Thường lắm á cô chủ ơi, thương nhất là buổi sáng. Sáng là vậy cho thêm khúc lớn lên trước rồi thông minh thêm chuẩn khúc nữa không? Phải không? Ừ. Làm với mẹ ông nằm ngủ thêm giấc nữa đi. Nằm ngủ giấc nữa đi. Ngủ Thằng Đào, đi hả, dậy hả? Con nói làm sao? Con nói tiếng Việt đi, nói mẹ ơi sao? Hả, thường thường con nói làm sao? Mẹ ơi sao? Mẹ, nói làm sao nói gì nè? Nó nói mẹ dậy, mẹ ơi sáng rồi, nó nói vậy đó, đúng không? Đúng không? Giờ là quay có cái máy quay để làm bộ nó xạo xạo nó đó. Đào. Sao giờ bữa nay muốn đi đâu hả, nay muốn đi đâu? rồi hai đôi bông có còn không kìa, mới đeo vô hai đôi bông mới đó, còn không? Nhữ cẩn thận á nha, biết sao chay mất đôi bông không cô chú? Chay mất đôi bông là tại vì da đau tóc mẹ, chay nó mất đôi bông là tại vì hả, thay đồ quá, cứ thay đồ cái là cởi áo ra là mất.
gì á? Làm gì á? Ôi trời trời trời, ghê quá, ghê quá. Ôi trời trời trời, ghê quá. Ủa sao ho? Sao ho? Sao ho? Tóc gì mà tóc rối rối ghê hồ. Rối ghê hồ. Sao chảy, sao chảy hồ? Gì? Không mẹ. What's the what? What's a rubber bandit? The rubber bandage? The run rubber bandit? Yeah. Oh, for your swim level? Yeah. Mẹ để đâu ta? Mẹ để đâu ta? Mẹ quên luôn rồi. Ok, number one. Ủa sao con không cột này lại? Để mày cột này lại cho. Cột gì nè, bỏ này vô đây nè. Đó. Bỏ này vô đây luôn. Ủa? Ủa? Đó. Cái đầm này là của chú Bình mua cho chay nè, phải không? Chú Bình ở... Seattle. Hay San Diego gì mẹ quên nữa rồi. Ok, let's go. Hả? Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây mẹ làm cho. Con có cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Mẹ mua gì cho con? Sticker. Mẹ mua gì? Mẹ có phải là bữa này chơi này ở nhà của bà Lita không? Wow, I bought it for you, JD. Are you happy? Con có vui không? Em không có kẹo. Em không có này. Không sao. Thanks. Cái gì? Cái này ăn không được đúng không? Dạ. Ừ, con đâu phải nói vậy đó. Nó này không có kẹo, không có ăn. Ý là nó cái này ăn không được á, nhìn giống cái màu kẹo thiệt đó nhưng mà ăn không được, đúng rồi. Cái rainbow giống nhau mẹ ơi. Giống nhau, đúng rồi, giống nhau. Trời ơi, nguyên cái hộp này nó nặng dễ sợ luôn á. Hay quá, mới đi qua nhà bà hồi tối thứ năm mà bây giờ sáng thứ bảy là có đồ rồi, lẹ chưa? Ôi giời. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Bây giờ con ngồi con chơi nha. Bây giờ mấy con nhỏ con chơi, mẹ ngồi làm việc nha. Ba thì ba đi gym. Ba đi gym xong rồi cái về cái là mẹ với ba sẽ cùng nhau dọn dẹp hết cái nhà ngày hôm nay. Nay là thứ bảy mà mình phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ gọn gàng lại. Xong rồi cái ngày mai bắt đầu dơ tiếp. Ha. Giờ mẹ làm việc, mẹ nhận order của cô chú nha. Không. Không sao, giờ con ngồi con tự chơi đi. Không. Mẹ chơi con. Mẹ chơi con hả? Bây giờ sáng giờ cô chú nó order quá trời luôn mà mẹ chưa có mẹ chưa có ấy cái nhận cái order nào nè. Mẹ chưa có làm ra cái order nào nè. Đó. Đây, mày lấy cho giờ mày lấy cho. Bò lại lấy cái kia đi. Bò lại lấy cái kia đi. Đó. Chơi lấy từ từ ít thôi hay là lấy đầu đổ phải đổ ra hết. Thôi, ơi đây nè, đó. Không đỡ con nữa mẹ ơi. Nghe mẹ, ồ không mở ra nữa hả? Đó, chu cho cái hộp nặng thì thôi luôn á. Hả? Mẹ ơi. What do you mean? I closed it, I hid it when I left. Rồi, chơi đi, chơi xong là cất lại đàng hoàng nghe chưa? Mẹ đi trả mưa mẹ ơi. Cái gì? Mẹ đi trả mưa cho chay. Trời mưa, mẹ đi chợ mua cho chay hả? And they go back in the box when they're done, okay? Jay? Yeah, we gotta keep it in the box. All right, see you guys in a little bit. Bye bye. Rồi, mẹ giờ mẹ lấy cái cân của này, mẹ có công việc mẹ làm nè, thấy chưa? Rồi chơi đi nha. Have fun, JD. I love you. Không, mẹ chú là bệnh. Hả? Không, mẹ ngồi đây nè, mẹ ngồi đây nè. Mẹ ngồi mẹ bấm máy order đồ của cô chú nè. Thôi con cứ chơi đi. Không mẹ ơi. Không sao? Cái mẹ. Hả? Chơi đi, sắp lên, sắp tòa lâu đài lên, sắp xong rồi kêu mẹ, để mẹ coi nha. Nhìn thẳng. Hả? Nó nói mẹ ngồi gần tờ lại đây nè, mẹ đang phải làm công việc rồi. Làm chơi đi nha. Ok, Audrey. Audrey đi xuống đi, Audrey. Đó, đúng rồi. Audrey với chơi hiện tại đang chơi với nhau nè, cô chú ơi. Cô chú thấy đồ chơi có đồ bông mới chưa? Audrey bông mới đem Việt Nam qua đó. What you want?
watching mommy look. Không may là mất đôi này là còn một đôi nữa là thôi hết rồi đó nghe chay nha. Hết rồi bông rồi đó. Ăn rồi mất hoài. Cứ thay đồ á là nó dướng vô đồ cái là nó văng ra luôn, cái cô không để ý luôn rồi mất luôn. Không tìm lại được. How you doing my friend? Good, good. How are you? Good, good, thank you. Oh yeah. Nice to meet you. Look, nice to meet you. That's Audrey. That's Audrey. I know, I saw Audrey. Hi Audrey. Oh, you got lots of stickers. Stickers. Đó, hai đứa bạn chơi với nhau đó cô chú. Trời, Audrey bữa nay có cái tóc màu tím luôn dữ chưa. Mà chạy coi chạy với Audrey đứng kìa. Anh chị nó đẩy cái ra đây chạy. Mỗi lần hai đứa đứng gần nhau là tôi thấy tôi mất cười. Mà Ngọc mà đứng gần mẹ nó cũng thấy mất cười luôn á. Ngọc mà đứng gần mẹ của Audrey. Cái gì á? What is that? Thôi mẹ nó ở nhà. Ở nhà từ sáng giờ hả Audrey? Audrey, you been home all day today? No school. Audrey ấy nha, các bạn Mỹ, cái người những cái người mà Mỹ mà thường thường á, người ta dễ bị hả gọi là infection á, có nghĩa là dễ bị nhiễm trùng lắm các bạn, không biết làm sao nữa. Thí dụ như mà người ta chảy máu một cái là cái da người ta nó khó lành, với là nó dễ bị nhiễm trùng hơn là người Việt Nam mình. Mà thấy Việt Nam mình thí dụ như nè, con Audrey nè, cái giống như cái tay nó nãy ngọc quay nè nha. Tay về phải không? Thí dụ như bạn chạy bị á là cái này là cái tay này nó bị gì qua nè, mẹ nó bị gì á, cái có một bị cắt một cái chút xíu à. Trời ơi mà hả bà làm cái nó bị nhiễm trùng cái nó ra vậy đó, chứ còn chay mà nó bị đứt hay bị gì là nó không có ấy, nó hết rồi chứ đâu có bị nhiễm trùng kiểu đó. Ngộ lắm. Giống như mấy cái người cái gì tự nhiên cái dán đuôi mẹ, giống như hồi đó Ngọc làm nail á, trời mình là rất là sợ cắt người ta nha, tại vì da thịt người Mỹ người ta dễ bị nhiễm trùng lắm á, cắt người ta một cái có gì cái nó về nhà làm mệt mỏi lắm. Thôi không cần đâu, không cần đâu. Trở về Ngọc thấy cái ngón tay lúc mà nó mới bị đứt là Ngọc biết mà, cái tự nhiên giờ bắt đầu nó tưởng là hôm sau là hết mà ai ngờ tới giờ nó cũng còn kiểu dạng bị sâu luôn á, chứ còn không có lành nhanh, rất là khó lành luôn á, lâu. This is Mickey Mouse. Trời ơi Mickey Mouse hả? Có cái ghế của tôi đó, cái ghế đó trong nhà tôi đó mà nó đem nó ra đây cái đó nó chơi cát đó. Thấy được không? Oops. Dad, you give me sticker. What should I do? Trời ơi, what should I do? Cái mỏ chu ra kìa, what should I do? Audrey and Jay. Trời ơi, còn có dán lên quan tay, nguyên lên tay luôn đó kìa. Audrey and Jay, can you guys give each other a hug? No. Give each other a hug? No. What you mean no? Give her a hug. No, give you a hug. Cô chú thích con ôm Audrey với con ôm Audrey đi. Trời ơi, this is sticker for you, Audrey. Wow, very nice. Audrey là chuẩn bị đang học cách bỏ tả nè cô chú nè. Mẹ Audrey mới mua cho Audrey cái gì đó, cái giống như cái bồn cầu mà nhỏ để tụi nó ngồi lên á. Mới mua cái small. Ừ, đúng rồi, cái đó nhỏ đúng rồi. Mẹ. Thôi đừng có chạy. Mẹ. Chạy à. Audrey, where you going, Audrey? Bây giờ tôi phải. Audrey, where you going? Trời ơi. Không lại ghế ngồi chơi. Bao nhiêu lúc á, mà tại vì á hả? Ngọc nói mẹ Audrey là đi về đi Ngọc giữ hai đứa cho. Về muốn làm gì làm. Cái hả trời, mỗi lần tôi giữ Audrey hả? Tôi cũng không hiểu nó. Nó ưng chạy là nó chạy. Nó ngồi là nó ngồi, không biết như giờ chắc phải giữ nó chứ. Trời ơi, chay thì mình biết nó rồi ha, mình kêu nó cái đứa đứng lại, còn Audrey là kêu nó đi để nó chạy là nó chạy à. Phải không Audrey? Mama at home. Mẹ ở nhà. Sao? Ủa con tôi đâu rồi trời? Chay ơi chay, lại đây chơi Audrey nè con. Trời ơi con nó kìa.
Trời ơi, cái cây cây bữa nay màu vàng là đẹp. Trời ơi, chay cho cô chừng đạp con ơi. Nó khoái mặt cái đầm này lắm cô chú. Ê, nó nghe nè, lên ghế ngồi chụp hình tấm đứa, hai đứa tấm hình coi. Sit on the chair. Chị đi, sit on the chair next to Audrey. Ok, closer. And say 1, 2, 3, cheese. Này, trời ơi, chị dễ thương quá trời. Mặt điểm, quýnh dễ sợ. Chi cái quá cười. Thương. Ừ, làm gì vậy? Hai đứa bạn thân ngồi đó. Rồi khoác dây. Khoác dây lên coi. Khoác khoác dây tiếng 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 Anh đọc sao? No. Don't do that. No, don't do that. Đó. Okay. Chay nãy giờ ở ngoài trời là cái này. Cái gì? Con dán mẹ hả? Rồi dán đây. Dán nhau. Ừ, giống nhau. Bỏ cái bỏ chân xuống Audrey. Put your feet down. Yeah. And chị đi sit next to Audrey. Sit like garbage. Why? Yeah, she put it on me. You want it? Yeah. Take it off. No, don't take it off. It's okay. I don't want it. I don't want it. No, no, here. It's yours. No. Có được không? Có được không? Được không? Nó tao mệt. Hai đứa bay ghê thiệt. Chay ơi chay. Chay à, sao con vô lý vậy? À, trì khoái chọc nó chạy đi nè. Kìa kìa, ai hai trì đi kìa. Ai vậy? Rồi, cái bà Candace. Trời ơi, it's Candace mẹ của bé gì quên rồi. Mẹ của con nhỏ tên gì quên rồi. Sylvia hay cái gì đó, con giáo bé mà hay hồi đó. Hey. Hello. Trời ơi bác kêu y như là. bác kêu y như là đó, bác đang đi thay tiền vô kìa. Không có thấy con bé đâu nữa nha. What? Làm sao? Oh, she took it from you. Tội nghiệp lắm, nó kêu Ngọc bằng mama luôn á. Con Audrey này, nó không có biết kêu Ngọc bằng gì, nó kêu Ngọc bằng mama luôn. Trời, con cây này, coi. Coi nó du côn ghê chưa. Nó sẽ giật cái này nè. Here, Audrey, here. Con cây nó du côn lắm, Audrey. Ừ, nói con nói đi, Audrey, say du côn. Say du côn. Audrey không hiểu gì hết. Đứng lên, stand up. Chay đi ơi, sao con kỳ quá, sao con giật sticker của người ta. Kêu anh chị nói du côn quá, chị đường mắt nhìn nó không biểu gì hết. Trời, con này du côn lắm. No running chay đi, hello. Anh chị thích ngồi hàng ghế đá, xanh tàng cây gốc xanh chiều. Nếu mà vu leo mẹ ơi. Ai biết. Rớt rồi. Rớt ngay chỗ đó kìa. Hành lang ơi. Audrey ngồi im đó nha. Con chay mỗi lần nó chạy là tôi sợ nó té hoài luôn, mà nó hoài nó không nghe. Nó không được luôn. Rồi ngồi lên nữa. Ngồi lên với Audrey. Oh, it's dropping. Audrey tối ngủ sớm lắm nha cô chú. Trời ơi, con người ta tối 8 giờ, 8 rưỡi là con người ta đi ngủ rồi đó. Còn bà này 12 giờ tối mới ngủ. Peekaboo. I see you. Peekaboo. Cướp hà đó, Audrey đang chơi cướp hà đó. Đây, dán lên vô dép mẹ kìa, dán lên dép mẹ cho dép mẹ đẹp đẹp chút quay. Đúng rồi. Ủa, hết chín rồi. Trời ơi, cái bà Candace đó, chắc bà nãy giờ bà cũng uống chắc mấy chai bia rồi đó, nãy giờ bà la sụm rồi. Audrey, where you going? Rồi có lúc nó biết Audrey đi không? Tự nhiên đang đứng trong nhà nó chạy thẳng ra ngoài hồ rồi nè. Audrey,
nó đang đứng trong nhà, nó không biết suy nghĩ gì, chạy thẳng ra ngoài hồ để đứng. Rồi cái có bữa mà hôm qua nè. Ờ, đúng rồi. Do you have a cousin over? A friend? That's Audrey. She lives right there. What? Yeah, you remember Renee's house? Yeah. She moved out, so... Oh, yeah, she's got a friend. Yeah. Trời ơi, có hai. Cái gì nữa quên rồi. À, rồi rồi hôm qua đi thuyền của Ngọc á, trời bà con Audrey nè. Tự nhiên cái hả nhào ra. Bởi vì chay á, nó đi sau lưng cái nó kìm Audrey hoài à. Audrey. Audrey này ra ngoài kìa. Hello, how you doing? Không biết rồi, hai đứa này nó té xuống rồi tôi nhảy tôi xuống tôi cứu ao trời. Đó đó, thấy chưa Audrey nó đi vậy đó. Audrey, you wanna get on the boat? Hả? Cathy boat. Ai biết đâu. You wanna come on? Hold on. Okay. Step up. Yep. Okay. Yeah. You too. Okay. Yeah, come. Okay. Thank go, you. Go. Yeah. Oh, this is the new boat. Brand new. Nice. Congratulations. Audrey, put your shoes on. Audrey, put your shoes on. Me too. Me too. What? You don't have your shoes, JD. Audrey, put your shoes on. You know how to put your shoes on by yourself? Let me help you, Daddy. Okay. Mang giày vô cho Audrey đi. Chạy chạy. Để coi Audrey tự biết mang giày không nha. Let me see if you know how to do it yourself. Để coi Audrey tự biết không nha. Audrey mà tự biết mang giày là Audrey giỏi luôn á. Trời ơi, almost. Let me see. Okay, đúng rồi. Good job, Audrey. Now one more. Chị ồn kinh rồi. Trời ơi. Mấy đứa này rồi. Ok, Audrey. Don't run, run. No running, guys. Mấy đứa này tao nói cũng như không. Tao kêu nó đừng có chạy mà nó chạy thôi theo. Hả? What's wrong, Lucky? Chay ơi, trời ơi, coi được, nó đem đồ chơi tới nhà ta, nó sắp đây vậy mà nhà ta này, coi được không? Gì vậy Chay? Xong chưa, bây giờ để mẹ vô mày làm việc, tới ba ra, ba giữ hai đứa nha. Hello. Baby, what are you doing? I just finished eating or cooking the food. Oh, okay. Because I gotta go back to work. You gotta look after them.